Chào các bạn, trước mắt các bạn là một cái đầu giải mã DAC đến từ Anh Quốc, rất là đẹp và sang trọng, rất là nhỏ gọn. Cái đầu này thì dành cho những bạn nào mà thích chơi gọn nhẹ thì có thể sử dụng, và đặc biệt mức giá nó rất là ok, mức giá chỉ là 4 triệu rưỡi thôi. Cái đầu này đến từ một cái thương hiệu mà ai mà chơi đồ Anh thì nhắc tới cũng đều biết, đó là thương hiệu Musical Fidelity. Thì cái con này nó có model là VDAC, giải mã nó là 24 bit nha các bạn. Con này là đây, các bạn thấy chữ DAC là viết tắt của Digital Analog Converter đó. Con này là cái dòng mà nó chuyên nghiệp, nó chỉ là giải mã thôi, chứ nó không phải là giống như những cái đầu đĩa mà MD hay là đầu đĩa băng DAC chúng ta chơi, thì nó là đầu có chức năng giải mã, chức năng chơi đĩa nữa. Thì con này chuyên nghiệp, mà 100% những cái đầu của châu Âu thì nó chỉ là chuyên nghiệp thôi. Các bạn thấy những cái hãng như Cambridge này, những hãng như Musical Fidelity này, rồi những hãng Audio Lab, rồi ngay cả Mỹ cũng vậy, nó là giải mã là giải mã. Còn đầu CD là CD, mà gần như bên Mỹ thì nó, Mỹ với châu Âu thì mình chưa gặp cái đầu đĩa nào MD cả, nó không có chơi đầu đĩa MD. Rồi thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái đầu này. Con này là cái thương hiệu này thì đến từ Anh Quốc, và cái model là VDAC. Chúng ta có những cổng kết nối như sau, cổng vào thì chúng ta sẽ có cổng cáp quang, cổng đồng trục được mạ vàng, một cái đồ cái cần gạt để chúng ta chuyển từ cổng, nó có thêm cổng USB. Cổng USB này các bạn lưu ý là không phải là chúng ta cắm cái USB vào đây, nhưng mà cổng USB này để chúng ta kết nối đến máy vi tính. Chúng ta mua một cái dây USB một đầu vuông và một đầu dẹt, thì chúng ta cắm vào máy tính, từ máy tính thì chúng ta sẽ phát nhạc, thì nó sẽ giải mã DAC qua cái đầu này. Đó, nhiều bạn nhầm lẫn với cái cổng USB giống như cái đầu này là không phải. Cổng USB này thì nó giải mã trực tiếp cắm từ USB qua luôn. Những cái thiết bị đó thì nó sẽ có màn hình, còn con này thì nó không có màn hình, nó chỉ vậy thôi, rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần gạt cái cần gạt này qua thôi. Và nguồn của nó thì nó xài cái nguồn là 12V, nên mình sẽ đưa cho các bạn cái cục adapter để chuyển đổi. Từ cục adapter này chúng ta cắm điện 220 hoặc là 110 đều được, và từ đó chúng ta sẽ cho ra cái nguồn đây, đầu này vào, đầu này là vào đầu nguồn đây. Đây đó, rồi chúng ta cắm nguồn lên thì nó xanh, nó đỏ đèn, khi có tín hiệu cáp quang vào thì nó xanh cái đèn này, rất là ok, dễ xài. Thông tin của nó, Musical Fidelity, được thiết kế tại Anh. Con này thì được sản xuất tại là Taiwan, số series, đơn giản. Rồi, rất là đẹp, cái nó bằng nhôm chứ không phải bằng nhựa nha các bạn. Đây là một cái dòng, không phải là một cái dòng quá cao cấp, nhưng mà nếu các bạn mà đi so sánh với những cái đầu giải mã mà của Nhật Bản như là Sony, như là Denon, những cái đầu mà nó có chạy đĩa MD khoảng 6 triệu, 7 triệu thì con này nó ngang ngửa hoặc là hơn nha các bạn. Thì bây giờ để chứng minh thì mình sẽ test các bạn nghe cái đầu Musical VDAC này. Cái này thì gọi là cái đầu thì nó hơi lớn quá, hơi nhỏ quá, so chúng ta gọi là cái hộp này đi, cái hộp giải mã này đi. Rồi bây giờ mình sẽ test âm thanh đó nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cái đầu DAC chuyên nghiệp của thằng Anh này với từ tín hiệu từ TV xuống. Mình bấm lại từ đầu nhé. Cao thề bàn tay
ơi hương gió ra cười đưa người một miền. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay nghe sao khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, thầy mô sẽ sống lại yêu. Ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay nghe sao khác từng tiếng đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu. Rồi mình test như vậy là các bạn đã nghe được chất âm của nó như thế nào rồi. Tất nhiên thì các bạn có nhạc lót lét chúng ta cắm vào TV chúng ta nghe nhạc audio thì nó sẽ hay hơn những nghe chúng ta nghe trên YouTube nha. Còn mình test thì mình test tạm vậy thôi cho nhanh thôi. Rồi mình xin kết thúc video này tại đây. Lưu ý là giá con này là 4,5 triệu thôi. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm Nguyên Hồng Audio nhé.